đây là cái thác Sông Trà Là đó. Buổi chiều bây giờ là 15:30 buổi chiều. Và mấy người sống chết luôn á. Đường Vinh Hòa có hai giao thông đang bắt người bắt người chở hàng quá tải và bắt cái xe hơi vậy đó. Tàu Trà Bà đây chạy lên trên tàu Trà Bà. Sau đó thì có một cái hướng để rẽ về hướng Quận Tây hoặc là Quận Nhất. Đây là cái hướng này đây, sẽ rẽ sau nó. Wow, chà hôm nay thật là chân cái phố bên mấy phố định đó thì chờ đi thôi. Chờ anh đây và ở phía bên đây á thì chờ chân hy vọng là chờ chân như vậy đi để trời không có mưa đó. Có mấy người chắc mới được mắc mưa sao mà người ta đã trở mưa ra rồi, chắc là cái đoạn đường nào đó trời bị mưa. Có giao thông ở đây mà đã rất về. Giao thông thì có camera đeo trên đầu và mình có camera đeo trên người. Thật sự thì đeo camera cũng hay á, đó là mình có thể quay được cái đoạn hành trình của mình. Hoặc là nếu mà nó xảy ra những cái vụ cướp giật thì nào thì mình cũng có bằng chứng, mình cũng có thể giúp đỡ được người khác. Hoặc là để tránh gây rắc rối cho bản thân mình khi gặp những cái tình huống mà giống như là tình ngay lý gian chẳng hạn, thì mình có cái, mình có cái vật chứng, mình có bằng chứng để mình biện hộ cho chính bản thân mình. Với lại một phần nữa đây, con ra ngoài thì mình có thể quay được những cái đoạn đường mà mình đã đi qua. Đó là một cái cuộc hành trình của bản thân. Những cái ngày trời mưa trời gió mình không có được đi ra ngoài đường thì mình cũng có thể xem lại được những cái đoạn clip mà mình chạy khắp phố khắp phường như vậy thì nó sẽ hay hơn. Phải không chị thầy á, thì thích chạy ở phía bên trong lề hơn, do là chạy ở phía bên trong lề mình cũng có thể mình chạy từ từ được. Hoặc là có những cái chạm dừng á thì mình cũng có thể mình dừng được, còn chạy ở ngoài á thì không có chỗ để cho mình tạm dừng. Và 40 phút chiều ở hướng 10 giờ thì đó là bệnh viện nhiệt đới. Bệnh viện nhiệt đới Oh, yeah.
chạy dưới những cái hàng cây á, nó mang lại cho mình một cái không khí rất là trong lành. Có một cái gì đó nó rất là hoài niệm. Có một cái hướng để mình rẽ về phía quận Tư. Rồi, tự nhiên mấy cái cây nhựa cung cấp bị ai bấm hết trơn rồi. Cái vấn đề thành cái đoạn đường mà không có giải phân cách gì đó. Yeah.